Vâng, sau đây cả xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, sau đây cả chia sẻ quý vị tại nhà vườn anh Tuấn tại Kiến Thụy. Buổi sáng nay sẽ chứng kiến giao dịch cây xanh giữa nhà vườn Trung Sơn Phồn và nhà vườn anh Tuấn tại Kiến Thụy. Đây là khuôn viên nhà anh Tuấn. Được bỏ vào. Nhà Tuấn cũng rất nhiều cốt xanh đẹp. Thưa quý vị, đây cây xanh quê đây. Cây này một chút nữa thôi sẽ diễn ra cuộc giao dịch. Và giao dịch xong sẽ chuyển thẳng về nhà vườn chú Xuân Phồn tại Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng. Rất kéo cột. Chút nữa thôi, con sẽ tất cả sẽ truyền tải thước phim về cuộc giao dịch để quý vị nắm được. Bên cạnh đây là có một cây dưới rất là đẹp, bóng dáng rất là cổ thụ. Rồi khá to. Bên này thì em bị cháy. Vẫn chơi là tiến rồi. Chào các bác nhá. Vâng. Ấu chứ. Vâng. Em ra đây làm con ít. Để nhảy cho nó vui. Nghĩ ra em mấy anh nhanh đó. Đấy nó bắt anh ra xong rồi em hỏi em nó cầm cái xong rồi anh nhảy. Bây giờ bé thấy chậu lan rồi đó. Dặn kiện nói gì. Bé bé chậu lan rồi. Đây anh thay nước rồi đây. Giặt luôn rồi. Thay rồi. Chơi rất nhiều bonsai mini. Con mini rất là đẹp. Em chào anh Tuấn nha. Anh Tuấn này. Xin chào em. Đã tặng ấy thì 5 triệu chứ 15, 20 triệu vẫn tặng được cơ mà, có gì đâu. Nhưng mà bây giờ những cái lần mua cây thì tặng 5 triệu. Là 5 đứa em gọi 1 lần 2 cái tặng 1
Hôm nay hả? Có sự chứng kiến của anh Thành May. Là tại thứ tụy nó ở chỗ hiệp hội điều bảo của anh vừa rồi cũng là giao dịch cho em nhiều cái nhà luôn từ ngay xử lý. Thưa quý vị và các bạn, đây chúng ta đang tiến vào cái cuộc giao dịch giữa nhà vườn chú Xuân Phồn và anh Tuấn tại Kiên Thụy. Rồi rồi, ok. Chúc mừng hai anh. Xin chào em nhá. Xin chào mọi người tất cả. Vâng. Xin chào anh em nhá. Báo cáo anh em là anh em chúng tôi ở dưới nhà vườn anh Sư Phổ thì cũng rất may mắn là ngày hôm nay được anh Tuấn ở dưới Tiên Thụy chuyển nhượng cho tác phẩm. Đây là dòng xanh Phúc An của Lâm Bình, một dòng cây xanh rất là quý, và chúng tôi xin phép đặt tên cho tác phẩm này. Nhà vườn chúng tôi đặt tên tác phẩm này là Mộc Cổ và Lưu Phương. Từ đây trở đi là tác phẩm này sẽ mang tên Mộc Cổ và Lưu Phương. Mộc Cổ và Lưu Phương. Lưu Phương. Và giờ phút này anh em nhà vườn chúng tôi xin phép anh Tuấn được chuyển tác phẩm này về nhà vườn chúng tôi tại địa chỉ số 155 phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tôi xin cảm ơn và giao dịch đã được thành công. Thay mặt tất cả anh em chúc nhà vườn anh là thành công rực rỡ. Vâng, em chúc hai nhà vườn rất tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, vâng. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Vâng. Anh Sơn vào ta cùng kỹ cái tác phẩm này. Có ai nữa? Không cần, có hai trăm rồi đó. Đây, đây là chú Sơn Phồn. Bắt tay với chủ nhân cũ là anh Tuấn. Cũ. Và chú Sơn chia sẻ một chút về cái. Cái này thì anh không còn lời gì để nói. Rất cảm ơn chú, thế thôi. Dạ, nhá. Okay. Rất cảm ơn hai nhà vườn. Quá tuyệt vời. Vâng nữa. Rất kéo cột. Nghĩ về nhà vườn chú Xuân Phồn thì không gian rộng thì bác sĩ tất cả sẽ quay chi tiết. Khả năng lớn lại lổ tiếp rồi quý vị ạ. Tay con xì cả chối. Lại bắt tay tiếp rồi. Chúc mừng chú Xuân Phồn và anh Tuấn okay. Lại giao lưu tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay. Quá tuyệt vời. Anh đã chia sẻ tác phẩm này anh sở hữu lâu chưa anh ạ? Cái này mình lấy về làm được 15 năm rồi. Vâng. 15 năm ở đây. Nói chung bữa nay là cũng có duyên với bác Sơn thì chuyển lại bác Sơn. Ok, anh cảm ơn. Này cứ vườn về vườn anh là ngon ạ. Nhà vườn chú Xuân Phồn mà thời gian vừa rồi mua như bão. Xì búp hồng. Có nước mà anh ơi. Thôi. Xì búp hồng rất là đẹp. Đông thầy ạ. Tí anh xem mặt sau cơ. Mặt sau cũng phê lắm. Đồng thầy có đẹp đá hai mặt cơ. Kiến của anh Thành May. Anh Thành chia sẻ một chút với quý vị khán giả về tác phẩm này anh Thành. Tác phẩm này nó cũng có tên là xanh quê Phúc An, dòng xanh quý của Ninh Bình. Phúc An mà. Phúc An. Vâng. Nó là một trong những chất liệu xanh quý. Vâng. Vì về đất Kiến Thụy mình nó cũng phải rơi tầm mười mấy, 14-15 năm rồi. Vâng. Như anh Tuấn đây là người chủ thứ ba, còn mình là người chủ thứ hai, còn cái người chủ đầu tiên thì cũng là ở địa phương Kiến Thụy. Vâng. Để cho mình cách đi 2 năm. Vâng. Mình sau đó được hơn 1 năm mình để cho anh Tuấn. Vâng. Anh Tuấn bây giờ thì đến duyên thì để cho các bạn. Vâng. Cho anh Việt. Cứ xuống đi. Mất tuyệt vời. Đây là một cây xanh cổ. Một cây xanh cổ và lối cổ luôn. Lối cổ và chất liệu cũng có tuổi đời và nó là cây xanh cổ rất là đẹp. Kèo cột này. Vừa kèo cột vừa có dáng thế. Đấy.
đây là một cái phương hoành và cái thương trực cuộn như này. Thực ra đây nó đúng là một cây long đàn phụ vũ và trên là ông phượng, dưới là từng con rồng. Cây này là trước là chủ thứ mấy thì là bó đá này. Thực ra cái cây này là cái người chủ mà như mình gọi là người chủ thứ ba đấy. Là khi chú ý mua về là người ta đã làm đá từ bao giờ này. Chắc chắn cây bãi đá này với cái cây này nó phải liên kết với nhau ít nhất từ tầm 17 đến 18 năm. Vâng, nó bệt rồi đấy. Nó mới bệt rồi thế này. Bởi vì về đất mình đã là 14 năm rồi. Vâng. 14 năm rồi, còn trước kia là bao nó không kể. Nó có cái điểm này rất hay này. Cái dễ rơi xuống dưới này rất là hay, nó hóa hết rồi. Thực ra đây nó thực sự là thiên nhiên hóa hết rồi. Từ những đường nét dễ rồi bãi đá ngày xưa là một trong những bãi đá mà thời bây giờ làm kỹ thuật chưa cao đâu, thế mà để đạt như thế này là một trong bãi đá cũng rất là xuất sắc mới còn được đến vẻ đẹp như bây giờ. Rất cảm ơn anh Thành nhá. Rồi chào chú Thành. Dạ, cái này là mình bỏ lên. Cái cây bẻ vườn anh Tuấn có cốt ôm đá rất là đẹp. Đúng rồi, là mình có cây của ông bố con cắt một con đấy, đồng lắm đấy, đồng lắm đấy, đồng lắm nó rẻ rất rẻ. Anh tổ tám dễ nào, nó em đang sửa chữa cái hàng nó. Vâng, em phải đợi nó khỏe hết. Anh tưởng như là quay rất khó. Anh đặt phải đúng. Nguyên cái mẹ này nó mới tách cái. Nhưng mà tôi xin phải này nhá, mới lại cho con lại là nghe tí để con lại mà. Cái mẹ này anh không có gì phải thêm nữa. Nó ăn nhau chứ mẹ này. Con cây này nếu không cẩn trọng này nó lại thôi bố. Gì mày á? Thầy có chuyện nhỏ đang chuẩn bị để vận chuyển về Hải An. Ngõ nó bé lên cậu không vào được, phải dùng biện pháp thủ công. Đang đưa PC để về Hải An. Quá trình khẩu cây về là tôi xuất phòng. Má về tại vườn. Cây xanh đã vườn và đang chuẩn bị cậu xuống vị trí ạ. Không ạ, em nhảy lên lên cái phòng này, lên xe thôi, đừng ngồi đứng nhé. Nó cầm nó thì cửa thế nó xanh ra mặt lòng vào phục. Đâu, cái này rất nhiều cây rồi. Trong một thời gian rất là ngắn, các khoảng trống đã đang dần dần bị thu hẹp. Ừ.
Không phải kéo xuống để nó nghe được không phải đâu. Đúng rồi. Ô, con này có hai, một chân cao, ba chân thấp à? 85 độ. Đấy. Anh, đẩy vào đây đi, đẩy vào trong này. Nhưng mà từ từ đi, giữ nguyên như thế đó. Đấy, tập đấy. Thôi, giữ nguyên, đừng hàng nữa. Kéo về. Kéo về, đẩy vào trong, mét chậu nó bằng đây nhá. Cái mũi chân đó à, nét này gì bằng nét này ngồi tí luôn nó này chân bên nắm bằng nét này cố cao lên tí lại nhé cố lên đi ô lên em tí nữa cáp lên rồi ô đi đẩy ra đây cái này là nó sẽ ra đây đấy anh thưa nè, đây một tí đấy, cứ lấy thẳng nó ngó ở đây mất, cái này đẹp rồi anh thưa, còn cái bẻ nó bé, mấy một chiều đấy thì vâng, nếu đang em là phải đẩy đi không này, tác phẩm đã hạ về vườn an toàn, em nói cái con này mới gọi đèo mờ mình cái dán này này, sao tất cả sẽ quay kỹ, anh có đẩy không?